chào mọi người nhá. Hôm nay dẫn mọi người đi test thử cái máy nổ. Bởi vì chiều hôm nay sẽ bị mất điện. Mất điện ở khu vực này. Và đi test trước để kiểm tra xem cái tình trạng của máy nổ, xem có còn hoạt động nó bình thường hay không. Để chiều có thể đảm bảo được máy nổ hoạt động bình thường. Việc đi test này thì anh em dây máy là hỗ trợ nhà trạm thôi, chứ cũng không phải việc của mình. Việc của anh em dây máy là đi lắp đặt wifi, xử lý sự cố, củng cố tủ hộp cáp, và đây là cũng là một việc nhưng mà gọi là hỗ trợ thôi, hỗ trợ anh em nhà trạm test thử dịch vụ. Vừa định đi lắp cái con tenda này nhưng mà giám đốc lại bảo đi test thử máy nổ. Ui, hết cả xăng rồi, quên mất đổ xăng. Ở trên là cái con trạm BTS của Viettel và nhà máy nổ bên này. Máy nổ thì được đặt ở trong cái nhà nha. Đây là một cái nhà dân nhưng mà họ bỏ đi rồi, họ không còn ở đây nữa. Đây là máy nổ dầu mọi người nhé. Máy này thì nó rất xịn sò. Đây là cái bình ắc quy, chúng ta sẽ phải gắn lại. Gắn lại để anh em nhà trạm nó tháo ra như này để cái bình ắc quy này nó không bị cạn. Kìm nhọn này nó không đây à, cái này nó bị hỏng cái màn hình rồi. Sau khi mà nổ máy xong thì đây là cái an này đóng điện cho nó chạy ra cái sợi dây này. Ngay bên này sẽ là một cái cầu dao đảo dùng để chạy máy nổ. Một đầu dây là dây máy nổ với một đầu dây là dây điện lưới. Nhà ở giữa này là nó ngắt này. Đóng lên là điện lưới, kéo xuống này là máy nổ. Để cho nó mấy giây đi đã, nó cảnh báo mất điện. Con 494 cảnh báo mất điện chưa anh? Đây, máy nổ chưa? Nó cảnh báo mất điện chưa ấy? Chưa, chú giật có ra xuống chưa? Em chưa, em đang để ở giữa.
Ở giữa thì chưa, nếu mà vừa đẻ thì nó phải tầm khoảng 2-3 phút. Em cũng giật được lâu lắm, 1 phút rồi đấy. Thế đây giờ em gạt gạt xuống luôn nhá. Cái gì? Em gạt xuống luôn nhá. Nó có cái gạt đấy xong, xong là để anh chat bot luôn. Gạt gạt rồi đấy. Rồi, đợi một tí. Để anh chat bot xong anh gọi cho. Ừ. Đây, cầu dao đảo 4 chiều. Vừa hôm trước điện lực tháo tháo cái cầu dao đảo của mình vứt xuống đường. Trời thế ai chạy lại được. Đây là cái đường đi lên trạm này mọi người này. Bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi. Ngày hôm nay thì mình có mỗi một cái sự cố ở trên hệ thống thôi. Hôm nay thứ bảy. Hôm nay thứ bảy có một sự cố gọi khách hàng đi ăn đám cưới. Khách hàng đi ăn đám cưới nên mình cũng chưa qua xử lý được cho khách hàng. Gái bưởi cực kỳ to. Mỗi lần mất điện như này thì anh em dây máy phải đi hỗ trợ anh em nhà trạm rất là nhiều. Đi chuyển xăng dầu này, đi chạy máy nổ này. Không có điện là đi có điện thì là đi tắt máy. Mùa mưa thì nó cực kỳ vất vả. Vâng. Thì em đóng lên nhá. Hả? Bây giờ em gạt ở giữa, gạt về giữa, giả cho nó đi xong là tầm độ khoảng 2-3 phút nữa đóng lên. Ờ. Nếu mà tắt máy thì là nó tèo đi đấy. Ờ. Nhá, khoảng 2-3 phút rồi. Xong là đóng lên. Không có thuốc đâu mà hút. Rồi thế em đi tắt máy nổ đó. Okay. Không cần phải bỏ sợi ắc quy ra nữa đúng không? Biết đâu chiều nó không mất thì sao? Có ạ, mất bảo hiệu, lạc lương, lạc không làm gì. Ờ. Con bộ 398 anh bảo cộng tác viên nó chạy ra chưa? Anh gọi rồi, anh gọi rồi. Ờ, em đỡ phải qua. Ở đây thì mình phải giật ngược lại nhá. Tức là cứ cái nào đi trước thì chúng ta sẽ... Cứ cái nào mà chúng ta bật đầu tiên thì chúng ta sẽ tắt đầu tiên. À, tắt cuối. Đây là cái gạt lên này. Áp. Nổ máy nổ xong bật áp. Cầu dao đảo. Cầu dao đảo xong rồi lại bật lại gạt áp. Xong tắt máy. Nếu mà ngày nếu mà không sử dụng cái bình ắc quy kia thì mình lại phải tháo cái bình ắc quy ra để tránh nó bị cạn nguồn. Cạn nguồn xong lại đi chở bình ắc quy bằng xe máy nữa thì cũng quá tội. Đây, điện lưới mình sẽ đóng lên nhé. Như vậy là đóng được điện lưới lại. Đối với cái máy nổ dầu như này thì chạy nó rất là dễ. Nhưng mà đối với cái máy xăng, máy xăng thì này bị lỗi rất nhiều. Máy xăng vừa phải đi bốc này, bốc từ trạm này sang trạm kia. Ở đây không phải ở chỗ nào nó cũng đầy đủ máy nổ. Anh em thường phải hay đi bốc. Đợt này có quy định là trạm nào cũng phải có máy nổ nhưng mà chưa thấy đâu.
Như vậy là chúng ta mất khoảng độ 10 phút để đi test thử cái máy nổ, để chuẩn bị cho buổi chiều nay nó mất điện. Và video cũng xin tạm dừng tại đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chúng ta có thể gặp nhau ở những cái video tiếp theo. Nghe máy đó, không có cuộc gọi.